Vâng, sau đây mở đầu chương trình Nguyễn Hạnh sẽ xin ngâm bài thơ của tác giả Phương Ngô với thi phẩm Nghề Trồng Người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chữ chồng người chẳng quản công, bảng đen phân vân trắng mãi ghi lòng. Nớn sông phát triển nhân tài đức, hạt giống xây nước ngày mai đó, xứng đáng.